khi có thông tin cảnh sát giao thông triển khai tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, nhiều chủ xe máy đã đổ xô đi mua bảo hiểm bắt buộc để tránh bị xử phạt. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu tác dụng của nó và phân biệt được rõ ràng. Theo đó, bảo hiểm xe máy bắt buộc hướng đến việc giúp người mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba. Phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy có phân khối nhỏ hơn 50cc là 55.000 đồng một năm, lớn hơn 50cc là 66.000 đồng một năm. Khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người điều khiển xe mô tô, xe máy có bằng lái hợp pháp sẽ không phải đền bù cho người bị va chạm và cho người ngồi trực tiếp trên xe. Còn trường hợp thiệt hại về tài sản hoặc con người của bản thân chủ phương tiện thì sẽ không được bảo hiểm. Cụ thể, mức chi trả bảo hiểm tối đa của công ty bảo hiểm đối với thiệt hại về người là 100 triệu đồng một người một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do chủ phương tiện gây ra, đơn vị bảo hiểm chi trả tối đa cho bên thứ ba là 50 triệu đồng một vụ tai nạn. Bên cạnh việc bồi thường cho chủ xe, một phần của số tiền bảo hiểm sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông. Trong trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, cũng sẽ được hỗ trợ bồi thường nhân đạo cho nạn nhân với số tiền lên đến 20 triệu đồng một người. Thế nhưng gần đây, xuất hiện nhiều lời mời chào bảo hiểm xe máy giá rẻ chỉ từ 10 đến 20 ngàn đồng, được bày bán khắp vỉa hè hay thậm chí là trên mạng xã hội, khiến người dân không khỏi hoang mang không biết chọn mua loại nào. Theo đó, bảo hiểm xe máy có hai loại là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Phí tối thiểu đối với bảo hiểm tự nguyện là 10.000 đồng một người một năm. Xe máy được chở tối đa 2 người nên có giá là 20.000 đồng 2 người một năm. Loại bảo hiểm này nhằm mục đích đề phòng trường hợp người điều khiển xe xảy ra tai nạn hay rủi ro. Theo quy định, ngoài phần bồi thường từ bảo hiểm bắt buộc, người tham gia giao thông sẽ được nhận thêm một khoản bồi thường từ bảo hiểm tự nguyện. Theo đó, trường hợp người tham gia giao thông không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực, trong khi có bảo hiểm tự nguyện thì vẫn sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 120 ngàn đồng. Bởi loại bảo hiểm này không được đảm bảo do không được cơ quan chức năng kiểm định hay không có chữ ký tươi của công ty bảo hiểm. Do đó, người dân không nên ham rẻ mà hãy đến các đại lý phân phối ủy quyền hoặc các công ty bảo hiểm mô tô xe máy để mua, nhằm tránh trường hợp xảy ra tai nạn sẽ không được bồi thường.